xa các bản quê nghèo lâu lắm. Chị Bạch Liên Hương, vì thế nên tụi em đến bến nước Địch Dương để đưa tiễn chị và dâng lên sáu bông sen trắng kỷ niệm buổi chia tay. Dâng lên chị sáu bông sen trắng, phải chăng em chúc chị có ra đi luôn luôn tốt đẹp như sen, và đừng bao giờ quên đầm sen nước đồng bùng dung bồi cho đóa sen kia, đóa sen cao quý nở trong bụng mà những dân tình tôi. Em chúc chị hôm nay mỗi chia tay nhìn nhau lệ, em dáng dáng chỉ có lên thành cũng nhớ mãi quê mình. Những lời em tiễn biệt ly ngấn lệ trào quyên mi, chị đã đi đừng bỏ bên sông này, đừng quên bạn quê nghèo. Chị xin thề giữ lời em dặn, không mà bỏ đầm ao sen. Thôi chị ở lại bến Tịch Dương chờ thuyền tới rồi ra đi mạnh giỏi, em về lo đi chài đi tiếng. Em yên má, ông ngoại và dì Lan Hà đâu không có đi với má? Nếu ngoại và dì Lan Hà không cùng đi với con và cha mẹ, con có buồn không? Sao ông buồn? Vậy mà mới đây cha con nói để cha đi đón thuyền ông nội, còn ông ngoại thế nào má cũng năn nỉ cùng về kinh đô để sum vầy với nỗi một nhà. Nào ngờ ngoại công đi theo má còn nhớ con thương, ngoại già không muốn nhấc bước theo đường quan cứ quyền quý cánh xa quê nghèo, từ lòng nó sum vầy yên vui. Kìa, cha con trở lại, thuyền đã tới chưa anh? Thuyền canh sắp tới, còn nhạc phụ đâu chẳng thấy cùng đi. Vì cha em quê hèn thân phận nên không dám về nơi thềm ngọc cung sông, làm xuôi gió dưới đại quan thần ra vào giữa bao quân, e lễ nghi gìn giữ không. Tại nhạc phụ khiêm cung và nặng tình thảo cây, chớ đâu phải quên xưa cũng làm tầng quân. Dầu vậy, nhưng có lẽ cha em tự thấy mình là người Hán tộc nên không muốn về với vua Mông Cổ Nguyên Thuận Đế. Kìa chú Mã Sơn con. Dạ con kính chào thân phụ. Dạ con là Bạch Liên Nương kính chào cha. Con là chú Liên Phượng xin lại mừng ông nội. Ừ, ngoan quá, cháu nội của ta ngoan quá. À mà sao không có mặt Bạch Lưu Công? Dạ có, tôi đã đến đây để đưa tiễn con rể và cháu ngoại tôi theo đại quan về kinh thị. May quá được gặp Bạch Lưu huynh đây, chú Mã Kỳ này xin người bạn đồng liêu cũ. Cứ tha cho những chuyện qua rồi mà tôi cố tình không ân thuận chuyện lứa đôi, nên gây ra cảnh gian dở khóc cười. Dạ được nghe chú đại quan nói vậy, tôi cũng cảm ơn những xét chỉ phận mình. Không phải tại ai mà chỉ tại cảnh nghèo hèn nên bị chối từ vì câu hộ đôi môn đăng. Thôi gặp hôm nay hờn xưa xin xóa sạch, mời Bạch Lưu huynh bước xuống khoan thuyền cùng về kinh, sum họp một gia đình hưởng lộc tiều già vui vẻ với thân gia. Dạ không, cảm ơn chú đại quan chiêu cố, nhưng tôi không thể đi trở lại triều đình vì còn phải giữ gìn chăm sóc mái thảo trang,
Giả lại tôi cũng không ngắm xa má quan trường. Những nhạc phụ thương hai con và gia đình đoàn tụ tinh cha con đây mà tạo cảnh xuân về. Hay cha bảo em gái con Bạch Lan Hà cùng theo cha già để hòa nghiệp. Hay má con ơi hay ông ngoại đừng vô dự, ông nội biểu quân đi rước gì con vô lẹ lẹ. Quân không nhất định rồi đừng phiền quân sĩ, tôi không thấy nào lìa bỏ thôn trang. Ngoài ngoài tâm đi phượng cũng theo ngoài trở về, công cháu không có quyền bỏ mẹ bỏ cha. Hà hôm nay đổ lễ khóc kia lìa, mà sau này còn có dịp gặp nhau. Thôi tất cả hãy xuống khoang thuyền. Quân dạ, bắt trói Bạch Lưu Công đem xuống khoang thuyền phía trước. Dạ. Liên Phượng té xong con Yến ơi, con nhỏ té xong kìa con. Đâu tiếng? Kìa kìa, nó đang trồi lên hộp chuông phía trước xuồng mình. Vậy mau mau vớt nó, kẻo nó chết chìm. Tía nhào theo đi vớt lên kẻo nguy. Ý, tao không dám đâu, bởi tao không biết lỗi, mày đừng có suy bậy. Thôi tiếng chèo ghe để con lội theo. Ừ, hay thiệt cha, con nhỏ nó lội hay như con nhái bầu à. Kìa, chú Ly Ca, mau dừng chèo lại cho tôi mượn thuyền tìm với con tôi. Con của công tử có kẻ vớt lên rồi, nếu ông muốn thì hãy theo tôi mà tìm nó. Công chúa Thiên Dung, có phải chính công chúa đã vớt con tôi trên dòng nước, thì xin cho tôi được gặp nó dưới khoang. Để tôi đem con tôi trở lại với gia đình, vì muốn cứu ngoại nên bị rơi xuống nước, còn tôi thương nó lội theo. Nhưng nước chảy như băng tôi không tìm thấy nó, nếu công nương lúc du thuyền vớt được con tôi thì tôi xin lấy đầu tạ ơn chú tử. Kìa, có gì đâu mà tán sĩ Chu Mã Sơn thi lễ với một người từng cảm mến hỏi chú. Hả? Công dân, công chúa Thiên Dung con gái vua Thuận Đế từng mến tài thao lược kiếm lung và đã đắm say cung nhạc sáo não nùng. Chú Mã Sơn là một tiêu lang cũng là tán tướng thiệt anh hùng. Kể từ lúc người chưa rời điểm ngọc thì kẻ này thầm lòng yêu thương. Tính ra đã 10 năm trời xa cách, người ra đi với Bạch Liên Nương, thì tôi ở lại cung vàng vẫn thấy lòng giàu dạt vinh dự. Thôi, chuyện ấy đã thành dĩ vãng, bây giờ tôi chỉ cần công chúa chỉ con tôi. Nếu tướng sĩ cần thì hãy theo tôi bước xuống khoang thuyền tìm nó. Xin dân. Rồi, ông bị công chúa nói gạt đưa ông xuống thuyền loan rồi. Cha của con bị gạt, còn má con đâu? Hay là má con đã bị nội con trói chặt dưới kia, rồi gạt cầm đem về giết chết, để thân con chịu cảnh bơ vơ. Chú Lý Cơn ơi, con không hiểu tại sao nội con dữ quá, làm cho con cờ cách mẹ xa. Ngoài con nghiền ngẫu và nua sâu, nội biểu quân bắn trôi. Con không biết có chuyện gì quán ẩn, mà ông nội con gây cảnh trạng kia liền. Kìa, cháu Liên Phượng. Có dì Hà đi kiếm cháu kìa. Cháu hãy theo dì Hà về tròi, để cha con xuống đi với cá.
hoàng triều, trang sĩ Chu Mã Sơn sắp thành hôn cùng công chúa Thiên Dung, và người đẹp Bạch Liên Nương sắp trở thành vương phi của vua Thuận Đế. Nói láo! Cô là ai mà dám nói tên quân truyền rao mạch dân nhà nói láo? Tôi là Bạch Lá Hà, em ruột Bạch Liên Nương, và là em vợ của anh Chu Mã Sơn. Nên biết rõ cả hai thông tam sang thù nghĩa chung tình, ai biêu xấu tất là nổi láo. Tôi xin thề phản kháng không thôi. Tại cô thật thà nên tin tưởng, dù giờ cho ngã tình đời bạc trắng như vôi, ai nhiều tiền thì thiên hạ theo đuôi. Nhưng anh chị tôi không phải kẻ tầm thường, mà ông đặt điều đi nói xấu nơi nơi. Nghĩa là cô không tin? Không bao giờ tin, và vì cháu tôi sẽ tìm ra sự thật. Khoan, cô Lan à, kiều réo làm chi cái tên quân nói láo? Ông là ai? Thở dài, nãy giờ đứng nghe ông nói láo. Thì ông đoán đúng, tôi nói đúng. Nãy giờ tôi thử bụng mấy người chơi, chứ sự thật thì Bạch Liên Nương không có chịu làm vương phi, còn ông Chu Mã Sơn bị ép buộc, nhưng mà ông không có còn ở trong triều nữa. Nghĩa là? Nghĩa là ông đã ngã chuồn rồi, bây giờ ngơ ngác quan quân, nên công chúa sai tôi đi tìm. À, nếu thế là không còn đám cưới. Ông Chu Mã Kỳ bối rối hơn ai, sợ việc này ông bị nó quả lây. Nếu Chu Mã đi không trở về, ông ấy nếu Chu Mã trốn luôn, ông bạn đem tôi vô thế chỗ. Úi, bộ muốn đứt đầu sao nói chơi vậy ông bạn? Thôi, nói vậy là tôi xin kêu và rút lui ngàn dặm, trở về xuồng cùng con gái tôi đi lưới cá chắc ăn hơn. Tía, tía con gái sao tía? Mà chú mày hỏi chi vậy? Không ấy tía làm mai cho tôi cưới con gái tía đi. Thôi thôi chú đừng có chê, rồi rồi lo ngồi không quê. Con biết điều không lẽ tía chê, thường chị gái quê. Nếu mày can đảm dám dẫn vô chiều, cả đám tụi tôi xin gả con. Rồi chắc không? Ai vô chiều đâu theo tôi? Để tao về kêu con Hà con Phượng vô triều thăm chị và má nó, dám không? Dư sức mau lên đi ông nhã. Truyền móc mắt và tra tấn Bạch Lưu Công để tìm tâm tích của Chu Mã Sơn lẫn trốn. Chu Mã Thông xin lãnh lệnh, Chu Mã Kỳ bất lực. Ngài không giữ được con ngài ở ngôi vị phò mã, dù cũng không thuyết dụ được Bạch Liên Nương. Muôn tâu hạ thần sẽ ra lệnh tấn công. Hãy ra cáo thị cho dân Hán tộc, ai lấy đầu Chu Mã Sơn sẽ được đãi ngộ như là đại dân Mông Cổ. Dạ muôn tâu. Thôi, bá phụ còn tiếc rẻ diễn, Chu Mã Sơn muôn đời vẫn muốn làm dân Hán ngu si. Đồ thông Chu Mã Sơn nói đúng, ngài hãy cấm miệng, thi hành. Phụ vương, sao phụ vương truyền giết Chu Mã Sơn? Thiên Dung, con không nên quyền tưởng đến kẻ thù đang mưu đồ tạo phản. Phụ vương nói Chu Mã Sơn, chính em họ của nó cũng xác nhận. Chu Mã Thông. Dân, nếu không thì anh Chu Mã Sơn đâu có theo họ Bạch hơn 10 năm nay như đồ phản nghịch, và rõ ràng vừa trốn cuộc hôn nhân. Còn cha đã chiều con mà lôi kéo Mã Sơn, nhưng nó chẳng siêu lòng, còn khinh bỉ duyên con, thì con tội gì đeo đuổi kẻ vô lương? Dạ không, đâu phụ vương con nghĩ rằng tráng sĩ Chu Mã Sơn không lẽ hứng hờ trước tình tha thiết của con. Xin phụ vương đừng làm nghĩ đổ thời. Nhưng hiện giờ nó đã trốn cha thì làm cách nào tử lễ tân hôn? Hay con nên thay lòng đổi hướng lương thiên, cha đã chọn rồi đô thốc Mã Thông. Hả? Phụ vương chọn Chu Mã Thông? Không bao giờ. Công chúa, đồ thống đừng buồn, bây giờ trẫm cho phép khanh tự do thu phục lòng công chúa. Tạ ơn bệ hạ. Dạ, tiễn thiếp là Bạch Liên Nương tự ý nhập hoàng cung để dâng lên gương vương khôi vàng thò. Bạch Liên Nương, nàng đã đổi ý rồi chăng? Vâng, tôi đã đổi ý quyết yêu vua. Hả? Bạch Liên Nương, sao vừa ghét vua bỗng chốc nói yêu vua? Tôi ghét vua vì liên tiếp tình thương.
cả vùi sâu trong biển thần. Nàng quán hận Chu Mã Sơn vì cha con nó âm mưu đem cả nhà họ Bạch bán cho vua để đổi lấy ngôi cao. Tạo quý quyền với mối tình công vương, làm phò mã của quân vương, biết bao là quái danh. Chú Mã Sơn chẳng chê cầm cơ màng, cắt bỏ đi những mối thâm tình, nên thiếp đổi thay lòng đời mình cho quân vương. Ai phi, trẫm sẽ mua gấm lụa trải đường cho phi với trẫm đi qua. Xin tạ ơn bệ hạ. Phụ vương, sao phụ vương chọn vô phi là con của kẻ thù họ Bánh? Tôi là kẻ thù. Phải, cha con mi là Hán tộc, theo bọn Lưu Nguyên Chương chống lại triều đình Mông Cổ của cha ta. Hơn thế nữa, mi là tình địch muôn đời của Thiên Dung công chúa. Thiên Dung, con không được sổ sàng với một vương phi, hãy quay lại với mối tình đồ thống. Không, con không thể yêu ai khác nữa nếu đời con không có Mã Sơn. Một anh tài không có ai hơn. Lão thông kim gió lại cũng là người nghệ sĩ. Phải nghe theo lời khuyên giúp của cha già và của vương phi với bao lời lẽ thật thà. Không, con không thể thay lòng dòng bước của điên con. Với bất cứ giá nào con cũng tìm cho được. Thì hãy lui vào trong mà tìm kiếm nó. Muôn tâu có chàng bán lụa muốn vào dân hàng quý lên vua. Thật là đúng dịp, cho vào. Muôn tâu, trước khi chọn lụa, thần thiếp xin quân vương truyền thả phủ thân. Được, trẫm sẽ đích thân đi lo việc đó cho phi. Trẫm đi đây. Xin lĩnh bà mua lụa. Kìa tên bán lụa, mi có lụa gì? Muôn tâu, lụa có rất nhiều màu, xanh, vàng, hồng, tím, và có cả màu nâu, màu bạc với màu đen. Màu nâu, màu bạc với màu đen, nơi cung điện xa hoa đâu có ai dùng tới. Phải, màu nâu của hạng người da phơi nâng chơi, mà tôi chỉ dành bán cho tráng sĩ Mã Sơn. Mi cũng biết Mã Sơn. Tráng sĩ còn dặn thêm màu bạc với màu đen để tận liệm cho người hai xác chết. Hai xác chết? Xác thứ nhất chính người đã quyên sinh trên đông nước, xác thứ hai là tình nghĩa mối duyên xưa. Hai, nó âm mưu giết vợ hại cha thì phải chết như những con hổ dữ. Có lẽ nó cũng hiểu số phận như thế nên đã tự quyên sinh hủy diệt linh hồn. Để khỏi cảnh mất con lìa vợ giữa đường trần, vì nó muốn trốn mọi người thân mến để đi tìm giấc ngủ năm. Không có ngày chờ tháng đợi, khỏi vui tao phụng rồi khóc thân ly tan. Qua
những lời nguyện của Quán Thân. Với vậy đầy cánh trái ngang cay đắng. Tại sao người biết rõ ràng tâm sự của Mã Sơn hay là... Dạ, tôi biết rõ là do lời thân trôi. Lời thân trôi lại mang nhìn quân. Phải, người quan hận kẻ đã gây nên bảo tôi để cho buổi trần gian phải đâu. Vợ con và tan nát cả lời thề. Người muôn khắc muốn la cho đất trời sụp đổ. Lời nghẹn ngào không dám thoát qua môi. Vì thế nên người chỉ khóc mà thôi. Rồi gửi trao tôi kinh chút nhỏ. Nhờ tôi tìm trao lại đứa con thơ để nó giữ gìn kỷ niệm của người cha. Ông Sáu, ông Sáu của Mã Sơn thường cất tiếng gọi vang sau những buổi chiều thao giờ tiên. Nơi người ấy đâu buồn. Lính bạc sẽ vui hay buồn khi Mã Sơn chết thật? Nếu chú Mã Sơn chết thật thì ta sẽ cười vui thỏa mãn. Vì chính nó đã dùng chôn tình nghĩa nở gác lửa để hại vợ hại cha. Nhưng sau phút điên loạn cười vui chắc là ta phải khóc đến trọn đời không ráo lệ. Khóc cho tâm ta nửa chừng gian dở và khóc cho con mình chịu cảnh không gian. Con của ta trời ơi không biết hiện giờ này nó sống chết ra sao. Mà ta chưa trở về tìm được vì còn lo giải cứu phụ thân thoát khỏi cảnh tù đàn. Kìa, Dương Phi đã mua lụa chưa? Chà, lụa tốt quá mà. Dạ, dạ lụa này xấu quá nên thần thiếp không mua. Xấu quá mà. Lụa này chỉ có thể dùng vào việc bó xác chết hoặc làm dây xử giáo bọn tù. Thôi, hãy đem xuống trại tù mà bán. Bệ hạ, cha thần thiếp đâu không thấy? Chấm đã cho đô thống mời lão Bạch về dinh để thay đổi quan phục. Xin tạ ơn bệ hạ. Dạ, có đàn mỹ nữ tài hoa xin nhập vào hoàng cung để múa hát làm vui cho bệ hạ. Ồ, hay lắm, cho đi vào. Thị vệ, dạ, dân ngự tử, nào múa hát lên xem. Dạ, chúng tôi xin dâng lên vua và lĩnh bà vũ khúc đẹp cánh sen trong vùng. Ồ, hay quá. Múa tiếp cho Dương Phi ta xem. Kìa, bỏ hết rồi sao mà lui đi? Khoan, ta muốn hỏi về vũ khúc cánh sen trong bụng. Các người muốn khen tặng hay mỉa mai ơi? Dạ, khen tặng thì chưa biết ra sao mà khen tặng. Còn mỉa mai thì chúng tôi đâu dám mỉa. Kiệt Bạch Lan à, em đừng, Dương Phi đừng rời khỏi kim ngai mà để lạnh giấc vàng bê. Không, em với Dương Phi tôi là người xa lạ, có còn chăng là câu chuyện của gia đình mà tôi muốn tìm gặp chị. Những người thân cứu nó sống và rủ đi tìm kiếm mẹ.
Bạch Lan Hà, em cứ sĩ gia khi đi, rồi sau này em sẽ đã thấy nãy giờ còn hiểu làm sao nữa. Thời liên thương con, tôi chỉ là đứa nhỏ đôi sông đi kiếm cha tìm mẹ. Ba Dương Công cùng bệ hạ, Chu Mã Thông đã móc mắt xong tên tù họ Bạch. Thôi, cha tôi bị móc mắt, tên vua Thuận Đế đã đánh lừa tôi. Cha ơi, hãy chạy đến ngục mà khóc một xác già hấp hối. Kìa, vui gì mà Đô Thống lại cười? Vui gì bỗng nhiên công chúa hiện đến với Mã Thông giữa nơi cung vắng, khi đức vua đang say ngủ và vắng mặt Dương Phi nghi để nghi đổi trao tâm tình. Thật tôi ngạc nhiên cử chỉ của Mã Thông tỏ ra si tình cô. Tôi chán chê vẻ lòng già của một tên hao sắc nhân, tại sao không tự tại tôi yêu sắc hương của nàng nên chẳng cần gì lễ nghi. Thiên Dung công chúa, hãy đến với tôi. Công chúa. Á, Đô Thống. Này, Bạch Liên Nương của ta đâu rồi? Phụ Dương, con là Thiên Dung đây. Phụ Dương còn say miếng rượu để con dìu vào yên nghỉ ở lâm sàng. À, con thích khách. Thật cơ! Rồi! Phụ Dương! Ngự Dê! Đưa bệ hạ vào lông sàng cho ngự y điều trị! Đô Thống! Ngài hãy lùng xét khắp nơi, bắt cho được thủ phạm và chém đầu lập tức! Công chúa truyền lệnh cho tôi! Vì ngài là Đô Thống có binh quyền và hiện diện ở đây, hãy thi hành lập tức! Xin dân! Quân! Dạ! Theo ta truy tầm thủ phạm! Dạ! Tôi đã bắt được một người vừa lẻn đến, toàn thả Bạch Lưu Câm! Chắc kẻ đó chính là thủ phạm! Đem vào. Xin dân. Kìa, Bạch Liên Nương.
chính nàng vừa hành thích vua phải không? Dạ, trên vũng máu vua có để rơi tấm lụa đủ màu. Chắc kẻ hành thích là tên bán lụa. Dù là tên bán lụa, Bạch Liên Nương cũng là đồng lõa sát nhân, phải quỳ yên mà chịu chết. Đô thông có thể cúi mặt nghe lời một người đã nhiều lần miệt thị đô thông sao? Nhưng ta hành động vì vua, vì một công vua già tham lam, cùng một lúc muốn thu về tay bao gái đẹp, trong khi đô thông khát khao tình. Của chàng trai hùng khổ hận thật xứng đáng một vài nhân để mà không phượng thần. Nếu đô thông thương tình thì Liên Nương hân hạnh lắm, ta nguyện quý yêu nàng dầu hy sinh kiếp sống. Ta sẽ chiều y Bạch Liên Nương. Quân là Vương cháu hãy tiếp cần giết chặt hoàng cung, giết cho được vua thuận đế. Quân là hai hộ cháu quân vương thoát khỏi hoàng cung đạo nạn. Bá phụ Chu Mã Kỳ dẫn một mực trung quân, thò vua đi lắng nạn. Đèn dầu leo im lặng tư bề, có lẽ chú Liên Phượng con ta giờ này còn say. Cha, cha con đã về cha. Liên Phượng, vì Hà ngủ với con đây chứ đâu có cha nào về. Trời ơi, nó nhớ cha nên nằm kêu gọi tới cha, mà cha về tới cửa không dám bước qua không cửa. Hay là ta cứ vào thăm con cho đỡ nhớ. Hai ai đó? Cái gì vậy chị hả? Tên trộm kia đứng lại. Vì cháu ta nghèo lắm, mới vào định ăn trộm gì đây? Có khai không? Dạ, dạ để tôi khai. Tôi quả thật là một tên ăn trộm, nhưng không trộm bạc tiền mà chỉ trộm tình thương. Của đúng kẻ mất cha sống với gì quạnh nhau trong mấy năm. Tôi mới lẻ vào tôi là tên bán lụa,
quen biết gì mà sao và được căn trấu nhờ tôi về đây nuôi dạy cháu. Ai đó, có phải tiếng thằng Sơn không? Kìa, ai đó, là... Phương, ngoài đây mẹ cháu. Trời, cha là bị mù rồi. Không phải. Nhạc Phương, Sơn, chú Mã Sơn đã về. Dạ, dạ không. Cháu vui mừng cảm xúc nên mới gọi lầm là nhạc phụ mà thôi. Còn chú Mã Sơn đã chết rồi lâu lắm. Vậy mà tôi cứ nuôi ảo tưởng thằng Sơn còn sống để thay tôi tiêu diệt bọn thanh tàn. Nó đang nghinh ngang chiến mã kỳ ngai vàng. Vua Thuận Đế đã tâm lăng móng cổ đã đạp chàng dân tộc quê hương. Nó còn tháo thêm một số tay chân thành đi kìa bạc dần yêu nó. Quên tất cả sanh linh đau khổ muốn cười bằng máu lệ dân lành. Lão ba hai vào trong yên nghỉ. Vua ngoại đã đến thảo trang, ai hậu hai vào dân an gia cảnh chậm chờ đợi bên cầu. Xin bệ hạ hồi cung đừng chờ đợi. Một bà hoàng đâu được phép đơn độc hành trình. Nếu bệ hạ đợi chờ là bệ hạ không thương thần thiếp. Ừ, sao lạ vậy? Vì thiếp ái nái lo âu cho bệ hạ nóng lòng chờ đợi mà không yên bụng dân an. Vậy là cẩm hồi cung trước. Nào, hãy cầm tay trẫm trước lúc chia tay. Xin tạ ơn bệ hạ. Trời ơi, xấu hổ quá ngoại ơi. Thôi đi vô cháu Phượng. Kìa, em à, Liên Phượng cung. Thôi cha ra, tôi không phải con bà không phải mẹ tôi. Con, mẹ vẫn là mẹ ruột của con. Một người mẹ không bao giờ nhớ bờn. Không nhớ bờn mà mới bữa trước bà làm vợ lão vua già. Nay cười cợt nắm tay ông vua trẻ. Thôi đi đi cho khuất mắt bà ơi. Không con ơi, mẹ về đây là để ở bên con mãi mãi. Chứ đâu phải về đổ lệ khóc chia liền. Con đuổi mẹ đi như xưa đuổi kẻ thâm thù. Mẹ không giận không buồn phiền quán hận vì biết rằng con đuổi mẹ mà thương. Có gì đau bằng cánh mẹ xa không phải nuốt lệ dằn bao thương nhớ. Thêm nỗi khổ là cứ lặng thầm chứ đừng tiếng nhúc nhích. Đi tàu một ngày về âm em tươi sáng. Thì ngày về đêm nay đây chứ sự có mặt của tên kia không tươi sáng. Hôm trước tôi nghe bà nói một
một lần như vậy, bữa nay lại nghe thêm một lần như vậy, không lẽ bà cứ ngoại nuôi tới hai lần? Phải, mẹ cứ tới hai lần thôi. Thôi, dù tôi có thương bà cũng không dám tin lời kia là sự thật, vì ngoại sao mà chết? Bà chết rồi ngôi báo bỏ cho ai? Kìa cha, cha cũng lại cha tha tôi. Bà tội gì? Tội gì mà không bị cầm bị trói, không bị ai quét mắt khảo ra? Trời ơi cha! Cầm và đi ngay! Cha đuổi con đi! Tôi sẽ chém bay đầu, hoặc là tôi tự sát. Nếu bà không lập tức ra đi, đi không? Ra đi! Xin cha dừng gươm lại, rồi con sẽ tạ từ vĩnh biệt ra. Đi! Con kính dân cha, Liên Nương trở về đầu phục lại, xin truyền cho dân Hán tộc được hay? Thôi dẹp đi đừng sao chuyện nữa. Thần ngao ngăn lắm rồi, xin thần bảo chúa chúa cha. Công chúa định đi đâu? Tha lên những kẻ phản dân như chúa bỏ xuống đi tìm. Công chúa mắng tôi à? Phải, chính tôi vừa phản kháng phụ vương, đã tạo cho Thiên Dung có hành động vô tâm. Bằng thế lực cung vua qua như cha tôi phân nhân dừng mình nó quyền ác đảo dân rồi tôi dân tôi còn phụ vương hắn tàn bạo ngày mai đây cũng đánh khỏi luật trời dài đã giữa. Công chúa đừng có ý nghĩ bi thương mà phán lại quân vương. Tôi sẽ đi đi từ biệt cung vàng xa lắm một ngày ta. Tôi khuyên ngài nên quay về dân tộc để đánh hồi bại dân. Lão, không bao giờ. Rồi ngài sẽ thấy, tôi đi. Dạ bẩm đô thống, Dương Phi đang loạn trí, bệ hạ truyền cho ngài mau tìm thầy phù chữa trị. Lui! Dạ, vợ chồng em là thầy phù thủy, quan quẻ âm dương, biết Dương Phi thọ bệnh viên.
nên đến gấp nơi đây để ra tài làm phước. Chữa trị cách nào? Dạ, vợ em làm phép tại đây là lệnh bà trong cung hết bệnh. Chữa trị bao? Dạ, chồng em mới là chuyên môn ngồi đồng, còn em thì êm. Này bơ âm bình tương, hãy nghe ta đây. Ta cai quán quá tình là mù mịt, là gian tu đây trị bệnh cho liên đương. Vậy âm bình bài cấp mà bốn phương, mau xét hỏi ma nào ám hại, ma chó, ma mèo, ma lương, ma nhai, hoặc là ma ở biển, ở sông, ma bông kèo, bông bu, lòng thông. Xin để đầu lại anh tha chết
tội dân sao. Dân, anh luôn mở lòng chờ đợi ngày nay, ngày chiến thắng được đoàn viên huynh đệ. Anh Chu Mã Sơn, anh có biết không, chính Bạch Liên Nương đã lập kế giả bình điên để giữ vua Thuận Đế ở hoàng cung và đứa lửa vào hỏa thiêu cung điện. Thay ra em đã hy sinh, vậy mà lâu nay nhạc phụ và anh lầm lạc. Em hy sinh để được nhìn con và được thân phụ thứ tha tội của con. Đối với anh